Hello các bạn, nếu bạn có nhiều tóc bạc mà không có thời gian ra tiệm nhuộm tóc thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bước nhuộm tóc tại nhà rất là đơn giản cho bạn tham khảo nha. Mình xài hiệu này và thấy giá cả rất là ok, màu lên chuẩn đẹp, hãng này cũng hay thường xuyên giảm giá nữa nha. Màu tóc hiện tại của mình hao hao màu này nè. Bước 1, bạn trộn cho mình tiếp developer và color cream lại với nhau nha. Trước đó thì bạn ra shop 2 đô mua những vật dụng như thế này để nhuộm tóc giống mình nè. Bạn trộn và đánh cho kem hòa mịn giống như vậy là đạt. Bước 2, bạn dùng lược chẻ ngôi và phết lên từ trái sang phải cho thấm đều hai bên. Cứ thế phết đều cả đầu. Do mình không cần nhuộm phần đuôi tóc nên mình chỉ cần tập trung ở phần nửa trên đầu thôi. Nếu bạn muốn nhuộm cả đầu thì phải nhuộm phần đuôi trước rồi mới nhuộm phần ngọn như mình nha. Nếu tóc bạn dài và nhiều thì chắc chắn là phải mua 2 hộp rồi ha. Khoa đều xong, bạn bóp nhẹ như gội đầu và cho thuốc được ngấm đều cả đầu nha. Sau đó thì vấn tóc lên cho gọn như thế này là được. Bước 3, ủ tóc và thư giãn 30-40 phút, tùy theo bạn thích tóc lên màu theo ý của bạn như thế nào nha. Bước 4, bạn đi xả tóc với nước ấm, xả cho đến khi nước trong là được. Bước 5, xả xong, bạn vắt cho tóc khô, rồi thoa tiếp Diamond Cloth Filter lên, ủ trong 2 phút, xả lại đầu cho sạch là được. Bước cuối cùng là chỉ việc sấy cho tóc khô là đã có thành phẩm tuyệt vời như thế này rồi. Màu tóc đã lên đẹp rồi nè, tóc bạc đã biến đi hết rồi, để lại cho bạn một mái tóc lên màu đẹp như mong muốn và trẻ trung hơn nha. Nếu bạn thấy clip mình bổ ích thì hãy follow và cùng nhau chia sẻ clip này cho anh chị em nào muốn trải nghiệm nhuộm tóc tại nhà nha. Cảm ơn, bye bye.